Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, lũ trên sông Hoàng Long tại Bình Đế, Gián Khẩu và trên sông Đáy tại Ninh Bình tiếp tục xuống chậm. Theo thông tin của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình, mực nước lúc 13 giờ ngày hôm nay trên các sông như sau. Trên sông Hoàng Long tại Bình Đế là 3,79m, dưới báo động 3 là 0,21m. Tại Gián Khẩu là 3,64m, dưới báo động 3 là 0,06m. Trên sông Đáy tại Ninh Bình là 3,3m, dưới báo động 3 là 0,2m. Dự báo ngày mai, ngày 16 tháng 9, mực nước trên các sông sẽ tiếp tục xuống chậm. Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế lúc 7 giờ ở mức 3,3m, trên báo động 1 là 0,3m. Lúc 19 giờ là 3,1m, trên báo động 1 là 0,1m. Trên sông Đáy tại Ninh Bình lúc 7 giờ ở mức 2,75m, trên báo động 1 là 0,25m. Lúc 19 giờ là 2,6m, trên báo động 1 là 0,1m. Quay trở lại với thông tin thời tiết khu vực tỉnh Ninh Bình. Ngày hôm nay, khu vực tỉnh Ninh Bình trời có nắng khô ráo, không mưa. Tuy nhiên, theo dự báo, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ kết hợp với rìa Tây Nam áp cao lục địa tăng cường yếu, chiều tối và đêm nay đến ngày 17 tháng 9, khu vực tỉnh Ninh Bình có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, lượng mưa các địa phương phổ biến như sau. Thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, huyện Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Các huyện Yên Khánh, Yên Mô, huyện Kim Sơn, lượng mưa từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Mưa với cường độ lớn xảy ra trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập úng trở lại tại các khu đô thị, vùng trũng thấp và trượt lở đất khu vực đồi núi có địa hình dốc. Quý vị và người dân cần chú ý, chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất để có phương án phòng tránh kịp thời, không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Phần cuối là thông tin dự báo thời tiết các khu vực của tỉnh Ninh Bình trong đêm nay và ngày mai. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C, độ 74 đến 95%. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C, độ 74 đến 95%. Khu vực huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C, độ 77 đến 95%. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C, độ 72 đến 93%. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết thủy văn tỉnh Ninh Bình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.